coi nha. Hôm nay mình sẽ đưa dịch qua khu nuôi cát rộng hơn, thay điểm lót bằng sơ dừa chứ không sử dụng trấu nữa. Mình chỉ sử dụng trấu một phần để đầu thôi. Giờ mình tiếp tục thả ra. Sẽ ấm ở trong trại này khoảng 2 tuần nữa mình sẽ cho ra đất. Thì sẵn đây mình chỉ giới thiệu cho bà con hai cái ba loại thuốc cơ bản thôi, mình không có xài thuốc nhiều á. Này là thuốc ấm, thuốc ấm dịch con giai đoạn một tuần lễ đầu, thì bà con sẽ cho cái uống cái Oxyvit này thì nó sẽ ấm rất là tốt và đạt dịch. Đối với bà con nào mà chưa tự tin không sử dụng thuốc thì mình có thể sử dụng cái thuốc này. Thuốc ấm này thì nó có cái vừa có thành phần kháng sinh là oxy tetracycline với colistin, và nó cũng vừa có những cái thành phần vitamin là A, D, E, kẽm. Thì A, D, E thì sẽ giúp cho dịch nó chống bị khô lông và làm mướt lông. Thì cái gói thuốc ấm này thì bà con có thể mua ở đại lý thuốc gần nhà, hoặc là khi giao vịt giống bà con nào cần thì mình sẽ gửi theo. Còn sau giai đoạn một tuần tuổi á, thì bà con sẽ sử dụng cái thuốc mà ngừa khẹt, ngừa khò khè. Thì thời tiết lạnh này thì bà con có thể sử dụng cái doxy hoặc là tylosin hoặc là timicosin. Thì ba cái dòng kháng sinh này bà con sẽ sử dụng để ngừa khẹt và trị khẹt, kết hợp với cảm sốt paradon này ha. Thì hai cái này bà con sẽ kết hợp với nhau cho uống để ngừa cảm cúm và ngừa khẹt. Thì đối với mùa lạnh thôi bà con sẽ ngừa và điều trị luôn, còn đối với mùa nắng nóng thì bà con không cần sử dụng thuốc này luôn nha. Mình chỉ khuyến cáo bà con xài khi mà cần thiết thôi, chứ còn cái này thì mình đang thử nghiệm là hạn chế tối đa nhất cái việc sử dụng thuốc. Mùa thời tiết đang trong Tết này thì nó hơi lạnh nên mình sẽ cho uống ngừa ở liều lượng là một muỗng cà phê 2-3 lít nước, không có pha đậm ha. Rồi bây giờ mình sẽ pha cho nó uống hai cái gói này để ngừa khẹt, paradon với doxycycline này mình sẽ pha chung. Cái thuốc này mình không có để nó bảo quản tốt nên hơi dơ, quay lên hình thì nó không được đẹp lắm, con thông cảm ha. Giờ mình sẽ vệ sinh cái bình nước 5 lít này mình cho dịch uống. Đối với dịch sau một tuần tuổi á thì mình sẽ sử dụng bình lớn này được rồi. Còn đối với vịt con mới đem về là bà con sử dụng bình 2 lít nha. Mình nhắc lại, bình 2 lít chứ không sử dụng bình lớn nha. Tại vì khi mình sử dụng bình lớn thì nó con vịt con nó sẽ chui vô được cái vành này. Nó bị ướt, nó bị lạnh, dễ bị thương hàn. Rồi lưu ý bà con chỗ đó nha. Giờ mình sẽ cho nó ăn uống. Ban ngày thì mình để cái không gian nó thoáng như thế này ha, nó sẽ không bị ngột ngạt. Chứ nhiều chỗ trại mình thấy cứ ban ngày mà cũng bích bùng lại luôn, nó dễ bị hô hấp lắm, bị dễ bệnh hô hấp lắm. Khò khè kẹt do không khí nó không có lưu thông, nó không có thoáng. Khi nào trời mưa hoặc trời lạnh mình mới che lại. Còn ban ngày trời mà nhiệt độ hơn 30 độ như thế này thì mình cứ để tự nhiên thôi, không phải trùm che gì hết. Rồi khoảng ít ngày nữa mình sẽ quay
bài vịt này tiếp tục cho bà con xem. Là bà xem khi nào xin kính chào bà con nha. Bà con liên hệ đặt giống hoặc là có dịch thịt thì bà con liên hệ mình số điện thoại 0974842805. Rồi, mình xin kính chào bà con nha. Bây giờ là 7 giờ tối. Mình ra cho ăn thêm một cử nhẹ nữa. Tối mình không cho ăn nhiều ha. Khoảng tầm 8 giờ mình rút thức ăn với nước uống hết. Mình không cho ăn đêm nha. Còn lưu ý mà mình hạn chế cho ăn đêm ha. Mình không để thức ăn qua đêm. Vì buổi tối độ ẩm rất là cao, thức ăn để qua đêm nó dễ tạo nấm mốc, và buổi tối thì vịt ăn rất là khó tiêu, mình không cho ăn uống luôn. Sáng tầm khoảng 7 giờ sáng rồi bà con cho ăn. Con nào có thắc mắc hay muốn hỏi gì thì để lại bình luận bên dưới, ảnh sẽ trả lời cho con.